ướp ngon quá, ẩm mà mềm nữa, rất là ngon, rất là gần gũi, rất thân thiện. Ủa cơm tấm gì đây? Gì rong. Cơm tấm gì rong đây hả? Trời ơi. Mai coi nè. Dạ, mới vừa vừa quay ở dưới Bến Tre cái người ta chỉ lên đây nè. Cơm tấm gì rong, dạ. Thôi con ngồi bên đây, con ngồi ở đây, ngồi đây cũng được. Ăn ngồi ăn bún bánh canh hả? À, ngồi đâu cũng được mà. Đây bên bánh gì rong nè, đây là bè gì rong đây hả? Trời ơi. Kêu gì có đó. Tiếng rau. Đây. Gì rong trong quyền thoại Mỏ Cày Nam nha, mình tới rồi nha. Cảm ơn quý khán giả giới thiệu nha. Rồi cho này lắm, mà mưa trứng nhiều để bì mà trứng chiên nhiều. Rồi cho dĩa xương bì trứng kho đi. Rồi, biết rồi. Dạ, miếng xương mỏng đó nha, miếng xương nhỏ đây. Cái này nha, 20 bình bò rộng. Dạ, không ăn xương nạc. Dạ, đó thịt nạc đi, cho thịt nạc. Ủa, không cô? Rồi, đây, hai hộp. Đưa hai nhỏ luôn. Đây. Có hộp ớt không em? Không luôn, còn khác đi, nó không có gì hao. Rồi, bây giờ cho chú ngồi đi sắp xếp. Dạ, cho em ít cơm thôi. Quán tới 4 người bán luôn á. Một người bán 4 người phụ, đây gì rong đây nha. Khán giả ơi, trời ai chỉ cho tôi mà tôi đến thiệt luôn. Đúng lúc luôn. Mới giờ hôm qua mới vừa quay cái clip kia lên xong rồi. Mới ngủ dậy hả? Mới vậy. Rửa mặt đánh răng đi cưng. Đúng rồi vậy. Chú ơi, trứng kho hay là trứng kho? Em ăn trứng kho thôi, dạ. Nguyên một cái trứng luôn. Nhưng mà em ăn ít cơm lắm, dạ. Dạ, sớt bớt cơm cho... Dạ, ít cơm mà nhiều hơn. Tao không biết luôn, ý thức luôn. Rồi, miếng xương, miếng thịt mỏng, gầu. Cho là thịt nạc, dạ. Nhỏ thôi, dạ rồi, ok. Dạ, vậy thôi, rồi. Bì nhiều. Bì nhiều dưa leo. Dạ. Cũng ăn cái quán cơm tấm của cậu 10 vậy đó xong tụi mấy nữa. Cô 10. Chú này hộp cơm có canh nè. Chú ốc xanh này mang đổ cho chú. Chú hả? Đây. Rồi ra đây. Món ăn gia đình. Cơm tấm gì rong mà không có cái bảng nó đi nghi rồi. Nó không biết phải quán này không nữa. Trời ơi, làm luôn đi lỡ rồi. Đặc sản anh ăn lần liền luôn. Dạ lỡ ốm rồi, ít thôi vậy. Dạ đủ. Con dĩa sườn bì trứng luôn. Nè, tao ơi, tao. Dĩa y như vậy nè, sườn bì y vậy luôn nè. Ồ. Nước mắm ngon vậy ta? Ngon. Nước mắm này chắc chắn có tắc nè. Đúng không? Dạ. Thơm mùi tắc. Nước mắm rất là thơm mùi tắc, kẹo. Đó. Ồ, vậy là Mỏ Cày Nam ơi, chắc bà con cũng biết mình rồi. Dạ mừng quá, lát về hy vọng bán. Hy vọng vô chợ bán nước mát. Ồ, à biết anh chồng bé Thanh luôn hả? Ủa Thanh nhà gần đây hả? Nhà Thanh ở đây hả? Thanh nó ở chợ luôn. Ồ, Thanh ở ngay chợ luôn, trời ơi. Trời trộn không mà nghe cái mùi nó đã thơm rồi đó, không biết lý do tại sao luôn á. Em nói còn em này y vậy luôn không? Không à? Dạ không, còn bánh canh. Chắc lấy ăn bánh canh nè. Ăn vô. Em nó ăn bánh canh. Em chưa ăn cháo luôn.
canh chưa dạ? Dạ lát con chưa xong. Dạ dạ dạ, tại dạ, dạ. Cho anh bên lộn một chiếc cơm thì con đi. Dạ chị, chị. Thôi. Hai ngày ăn bánh, ăn cơm tấm liên tiếp. Lý do là mới hôm trước quay cái clip ăn cơm tấm cầu 10 ở Bến Tre thì có một vài khán giả là nói lên cơm tấm gì rong ở Mỏ Cày Nam cũng ngon lắm. Cái này đủ chưa? Cái hôm nay mình đi về Mỏ Cày Nam thiệt. Hôm nay về để làm sampling nước mắm Sài Gòn. Cái nói trời sao có duyên vậy, sao đi kiếm. Ở đây mình bán buổi sáng thôi hả chị? Dạ. Hai hộp, ba hộp. Ba hộp, ba hộp. Nhìn cái miếng thịt kho, miếng trứng kho, cái vỏ là nhìn là biết rồi. Mới đặt đi cái chiếc xe. Dạ. Xe cây. Đi cái đất mắc cười lắm. Nó còn hơi nhát. Mấy mấy chị nói về tay giờ. Tay gương. Rồi. Nghĩa cảnh mà ta gờ lớn chút xíu dắt đi theo ba đi cái này vui ha. Tưởng đi thăm ông bà cô chú chắc vui lắm. Rồi làm thử cái miếng thịt nướng. Dạ đây không có sườn nha, thịt nạc thôi, thịt cốc lết. Rồi đớt luôn. Ăn được đúng không miếng hụt ăn nè. Hơi quá. Còn miếng thơm, miếng thịt làm cho miếng. Vậy là làm miếng cho miếng thịt nó nhỏ dạ. Lỡ rớt rồi. Hư quá. Dạ miếng nhỏ này đó, miếng mỏng rồi. Tại ướp ngon quá. Chứ không rớt mình bỏ luôn rồi đó. Thịt cốc lết nè. Rất là thấm. Thấm mà mềm nữa. Được á. Rồi vậy là có thêm một địa chỉ quán ngon Bến Tre, quán ngon Mỏ Cày Nam, cơm tấm gì rong, số 117 đường Công Lý, khu phố 2, huyện Mỏ Cày Nam, thành phố Bến Tre. Cảm ơn khán giả đã giới thiệu cho Colorman một cái địa điểm quán cơm tấm rất là ngon và rất là gần gũi, rất là thân thiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả.